Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn download và cài đặt cái chương trình Anit để mà các bạn có thể có được một cái tool để mà các bạn gõ code Java. Thì các bạn sẽ vô Google và các bạn đó Anit, các bạn gõ từ khóa này Anit download thì mình sẽ dẫn các bạn tới cái trang chủ của Anit là anit.org. Hiện tại cái phiên bản Anit mới nhất là cái phiên bản Anit Syndrome 2018 như vậy. Thì tôi sẽ nick cho đào nó. Rồi, tôi nick cho đào nó. Rồi, tôi chọn này, lưu tập tin để nó xây lại cái file này. Rồi, cái file cài đặt nó đã nó xong thì tôi sẽ đi mở cái folder chứa nó ra. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ nick cho nó để cài đặt. Rồi, ở đây thì tôi sẽ chọn Anit IDE for Java IE Developer để cài đặt. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi chọn một cái folder để mà cài đặt nó. Thì tôi sẽ đi tạo ra một cái file folder để mà chúng ta có thể cài đặt. Thì OC, tôi sẽ tạo ra một cái folder này. My Software chẳng hạn. Tôi sẽ chọn cái đường dẫn tới cái folder My Software. Rồi tôi sẽ lựa chọn folder này để cài đặt. Rồi tôi chọn cho install. Tích cho cái project copy number để set hay sẵn. Rồi tôi chọn làm set. Rồi, các quá trình cài đặt IDK đã hoàn kết xong. Các bạn click rồi bước mà button loan này để mà các bạn loát cái chương trình tải cái chương trình Anit này. Tiếp theo thì nó hiện lên một cái cửa sổ và nó yêu cầu nhập cái đường dẫn cho cái cuộc quay, tức là cái nơi mà mình sẽ lưu trữ cái folder code của mình. Thì tôi sẽ đi tạo ra một cái folder để lưu trữ cái folder code. Tôi sẽ dụ ở đây và tôi tạo ra một cái folder để lưu trữ cái source code của mình. Thì tôi tạo là code Java Fundamental chẳng hạn. Đó, các bạn nên tạo ra một cái folder và các bạn không nên để cái khoảng trắng giữa các ký tự này, các bạn nên nhập như vậy. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ chọn đường dẫn tới cái nơi lưu trữ source code mà tôi muốn lưu ở đây. Tôi sẽ dùng ở đây. Tôi chọn vô cái folder code phần Java Fundamental. Rồi tôi chọn select folder. Rồi tôi chọn no. Chương trình Anit nó đã loát lên như vậy. Rồi tôi sẽ nick cho review EDA configuration setting để là tôi setting thêm một cái số cái chức năng cho cái chương trình Anit của mình. Rồi tôi nick cho cái button này để tôi nét qua. Rồi, ở cái mục default default automatically thì tôi sẽ tích cho object này để chọn. Rồi tiếp theo là show line number in editor thì tôi cũng nick cho. Tiếp theo thì check running in text editor thì tôi không cần cái này, thì tôi chọn vô cái này để bỏ. Rồi, tiếp theo ở cái mục là execute job in breakdown thì cái mục này tôi cũng không cần thiết, tôi cũng bỏ. Rồi tiếp theo là encode test file with UTF-8 thì do cái code của mình có thể là để cái ở cái ngôn ngữ tiếng Việt nên là tôi sẽ chọn UTF-8. Rồi ở cái mục enable different decoder thì cái này tôi không có chọn. Rồi, tiếp theo thì tôi nick cho finish để kết thúc cái quá trình cài đặt. Tôi tắt cái trang welcome này đi. Thì nó đã hiển thị lên cái giao diện làm việc của thằng Anit như vậy.
Thì như vậy là bữa nay tôi đã hướng dẫn các bạn cài đặt được Anip trên hệ điều hành Windows 10. Thì tôi xin tạm dừng cái video hướng dẫn của tôi tại đây. Ở video những tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo ra cái chương trình đầu tiên với tạo ra cái chương trình Java đầu tiên với Anip. Tôi cũng hướng dẫn luôn các bạn cái bản nội trình để các bạn có thể học lập trình Java.